Xin chân thành cảm ơn anh em đã quay trở lại với Đảo Kinh Dị. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với tập cuối cùng của Đất Độc Vùng Cao. Nhóm bạn trẻ và bản làng người dân tộc Lô Lô dường như sắp thoát khỏi vùng đất bị đảo ngược cả không và thời gian kia. Tên ngạt nhân tà ác dự định đêm nay sẽ chấm dứt mọi chuyện mà hủy hoại đi cây linh khí. Vậy thì chuyện gì xảy ra tiếp theo? Liệu rằng Khang có an toàn mà thoát khỏi đây? Cuộc chiến cuối cùng sẽ diễn ra như thế nào? Hãy cùng Đảo Kinh Dị đến với Khang Lang Thang Phiêu Lưu Ký phần 10, Đất Độc Vùng Cao tập 4, hết. Cứ thế mà từng đợt người nối đuôi nhau bước ra cánh cửa không gian đó. Đoạn sau khi mọi người cũng đã ra ngoài gần hết, thì tên tử tinh ngạt nhân kia liền trở mặt. Hắn ta phóng tới chỗ Khang đang đứng, liên tiếp năm trưởng rồi mới nói: bọn mọi kia có thể đi, nhưng cái mạng của mày nhất quyết phải để lại. Trận đấu hôm trước của tao với mày vẫn chưa kết thúc dễ dàng như vậy đâu. Do là trường lực không chỉ nhắm vào Khang mà còn vô tình nhắm vào những người dân cuối cùng đang chui ra khỏi cổng, nên lúc này cậu không thể nào tránh né đi đâu được nữa. Cậu đành cố dường tâm thần ra, cố che chắn hết tất cả. Trường lực ập thẳng vào người của Khang, cậu cảm giác như xương cốt khắp người đều gãy tàn nát cả. Cho dù là như vậy nhưng mà Khang vẫn cố gắng đứng thật là vững để che chắn cho những người đang còn chui ra cuối cùng. Mọi người ở bên ngoài thấy vậy mới liền la to lên: Khang, không, Khang ơi! Khang cố gồng mình chống chịu mà nói: đi nhanh, trời ơi, em sắp không chịu nổi nữa rồi, nhanh đi! Sau khi mà người cuối cùng cũng chui ra ngoài thành công thì Khang cũng ngã gục xuống đất. Bốn thủ vệ liền xông tới bao vây lên tên tử tinh ngạt nhân kia ngay. Tên tà đạo này dám xâm hại đến chủ nhân của bọn ta, xem ra nhà ngươi cũng muốn chết rồi thì phải! Cả bốn cùng lao lên chém giết điên loạn. Chẳng mất bao lâu thời gian thì tên đó cũng bị bốn thủ vệ chém cho hồn phi phách tán. Họ mới liền chạy lại chỗ Khang. Bây giờ anh đã khác hơn so với hồi nãy. Trên người tỏa ra long khí rào rạt, những vết thương khắp cơ thể đang tự động phục hồi rất là nhanh. Chính bản thân Khang giờ đây cũng cảm nhận được rõ ràng sức hồi phục nhanh đến lạ thường của mình. Thủ vệ định đưa Khang ra khỏi cổng thì cậu đã vội chìa tay lên níu lại mà nói: Tôi không có sao, như kiến cắn mà thôi. Khang ngồi dậy một cách bình thường trước sự ngạc nhiên tột độ của mọi người. Không ngờ là sau khi ăn liên tiếp năm trưởng, thân xác như muốn nổ tung, mà chỉ trong vài phút cơ thể cậu đã hồi phục nhanh đến như vậy. Thủ vệ nhìn Khang một cách khó hiểu, anh từ từ đứng dậy rũ bớt bụi trên quần áo rồi nói. Cho dù là trông chất giọng vẫn còn yếu ớt, không được tự nhiên, nhưng mà như thế vẫn là một điều gì đó quá thần kỳ và khó có thể nào mà lý giải được. Bây giờ tôi không thể nào quay về sớm được, tôi buộc phải ở đây đấu với tên ngạt nhân tộc chủ kia một trận, sau đó phải bứng cho được cây sinh khí của anh ta. Mọi người cũng thấy rồi đấy, cho dù tên tử tinh ngạt nhân này có bị giết thì không gian nơi đây cũng không được hóa giải. Vậy thì mấu chốt vấn đề không phải là ở hắn ta, hắn chỉ là kẻ dưới trướng của lão già kia mà thôi. Đối tượng chính yếu trong cái sự việc lần này mà tôi buộc phải loại bỏ, đó chính là tên ngạt nhân tộc chủ. Thầy Minh và tất cả mọi người đều vô cùng lo lắng cho Khang. Thầy mới nói: không được đâu Khang ơi, em sẽ không đánh lại hắn ta đâu. Hãy nhân cơ hội này mà về nhà thôi, chuyện đó cứ để mặc kệ. Đừng cố quá, kẻo phải bỏ mạng đó em. Mò Long thì lại khác, ông ấy nhảy vào bên trong với Khang rồi bảo: tôi hiểu ý cậu, dù gì tôi cũng là người ở đây hơn 40 năm, cũng từng là kẻ giao tiếp với hắn ta và được tiếp cận với cây sinh khí không ít lần. Tôi sẽ giúp cậu đến cùng. Khang mỉm cười cảm ơn rồi mới nói tiếp: em hiểu, nhưng mà bây giờ em không thể nào bỏ đi ngay lúc này. Chỉ còn đêm nay nữa thôi là quá trình thu linh khí sẽ hoàn tất. Nếu mà em không cản được hắn ta cùng với thuộc hạ thì toàn bộ linh khí của nước Nam sẽ bị đánh cắp mất. Khi ấy chính bản thân em cũng tự thấy mình là một tội đồ dân tộc. Em không thể nào để bất cứ kẻ nào đem bất cứ thứ gì của quê hương mình đi, cho dù đó chỉ là một cành cây ngọn cỏ. Chuyện lần này dù nguy hiểm, nhưng mà có nguy hiểm đến mấy thì em cũng phải thử. Chết là cùng chứ gì. Chàng nam tử xả thân vì nước, há lại sợ chuyện sống chết tường tình ấy sao? Nhưng mà em... Thôi khỏi những nhị gì nữa, thầy mau đưa mọi người ra khỏi đó đi. Nếu sau ngày mai mà em còn sống ra khỏi đây, em sẽ đến bìa rừng đợi thầy đến đón. Còn mai mà em không ra được
thì coi như là em cũng đã sống và cống hiến cả sinh mạng của mình cho tổ quốc thân yêu. Đi đi. Không còn cách nào khác, thầy Minh đành phải làm theo những gì Khang nói. Một đoàn mấy trăm con người kéo nhau đi xa khỏi rừng. Khang và ông Long bây giờ cũng an lòng bước chân đi đến cây linh khí. Hôm nay thì sẽ là một cái cuộc chiến sống còn sinh tử sắp sửa diễn ra. Khang nhìn bầu trời thân yêu xinh đẹp một lần nữa mà cảm thán. Núi sông đẹp biết bao. Mới bước đi chưa được bao lâu thì ở đằng sau lưng cậu đã phát ra tiếng kêu vọng lại. Cậu và thầy Long ngoái đầu ra sau nhìn thì thấy một nhóm hơn 30 người cầm đủ binh khí đang tiến lại. Khang mới chạy lại đón, còn nói tiếp. Trời ơi, sao mà tôi bảo mọi người ra ngoài mà còn vào lại trong này làm cái gì? Biết là ở đây bây giờ nguy hiểm lắm hay không, có thể mất mạng bất cứ lúc nào đấy. Thầy Minh vừa thở dài vừa nói. Từ từ, để thầy thở cái đã. Thầy cũng đưa mọi người ra đó cả rồi, nhưng mà bọn họ lại không hiểu sao nhất quyết đòi lại vào đây. Khang nhìn sang đám trai đinh trong bản rồi mới hỏi. Các anh đã được giải thoát, còn chạy vào đây làm gì? Ân công à, chúng tôi cũng là người Việt, chúng tôi cũng có lòng yêu nước. Lần này đánh đuổi bọn tà đạo đó thì làm sao những người như tôi có thể ngồi yên được chứ? Nhưng mà các anh... Khang chưa nói hết câu thì thầy Minh cất lời ngay. Em yên tâm, những thanh niên trai tráng này đều là những chiến binh tinh nhuệ nhất của bản làng. Họ được đào tạo để giữ gìn yên bình, xua đuổi thú dữ nơi đây. Kỹ năng chiến đấu của họ rất là tốt đấy, không có sao đâu. Nhưng mà đây là chuyện của giới đạo thuật, dùng võ chỉ 1-2 phần thôi, nhưng mà dùng phép thì lại đến 8-9 phần. Chuyện này không phải là chuyện cầm súng đánh trận bình thường mà mọi người đòi đi theo cho được. Một trai đinh khác lại tiếp lời nói. Không quan trọng, ở đâu có giặc thì chúng tôi giết, không cần biết chúng thuộc hạng gì. Cậu đã có ơn cứu chúng tôi ra khỏi đây thì chúng tôi cũng không thể nào mà để cậu một mình đi vào sinh tử được. Biết là không còn cách nào để thuyết phục họ quay trở ra nữa, Khang chỉ đành hỏi thêm một câu lấy lệ. Bây giờ các anh đều ở ngoài đây, bây giờ các anh đều ở đây, thế lỡ mọi người ở ngoài kia gặp nguy hiểm thì phải làm thế nào? Em yên tâm, thầy đã đưa tất cả mọi người ra khỏi rừng rồi. Họ đang tập kết ở bìa rừng hôm trước, mọi người đang dựng trại ở đó đợi chúng ta. Mau mau giải quyết nốt chuyện này đi, chúng ta không có nhiều thời gian nữa đâu. Mò Lòng thấy vậy cũng lên tiếng phụ họa theo. Có thêm người thì có thêm sức mạnh, nếu họ có lòng thì cứ để họ theo. Trận chiến lần này cũng coi như là có người chứng kiến, để có thể truyền lại cho con cháu đời sau rồi. Thôi được rồi, nếu mà các anh muốn tham gia chuyện này thì tôi cũng không cấm cản. Nhưng mà tuyệt đối khi chiến đấu phải nghe theo hiệu lệnh của tôi, có thể mới đảm bảo được tổn thương ít nhất cho mọi người. Với nữa đã quyết định đi thì chỉ có sống và chết, chứ không phải là cái chuyện đùa đâu. Tất cả đều cười mà bảo. Được rồi, nghe theo ân công hết, chúng tôi sẽ nghe lời mà. Rồi cả nhóm hơn 30 con người tiến thẳng đến mảnh đất đang trồng cây linh khí. Sau khoảng 5 phút đi đường thì trước mặt họ xuất hiện ra một cái cây thân gỗ rất là to lớn, tỏa ra thứ không khí trong lành dễ chịu và ấm áp đến lạ thường. Mọi người ai cũng tranh thủ hưởng thụ cái cảm giác lâng lâng khó tả đó. Khang nhẹ nhàng mà nói. Là linh khí của nước Nam ta đấy mọi người, thật là dễ chịu, thật là thoải mái mà. Linh khí của nước Nam sao? Nhưng mà sau hôm nay thì nó không còn là của bọn mọi tộc chúng mày nữa rồi. Tiếng nói khỏe khoắn trầm hùng cất lên, Khang liền nhận ra đó là tiếng của lão già đáng chết kìa. Cậu và mọi người liền đứng bật dậy, chuẩn bị tinh thần chiến đấu quyết tử. Hắn ta ngồi trên một cái kiệu nhỏ có 8 con thanh tinh ngạt nhân khiêng, xung quanh là đám môn đồ thuộc hạ. Quỷ hồn tất cả đều không dưới 400 mạng. Trên cái khoảng đất rộng lớn cạnh cái cây linh khí khổng lồ sắp xảy ra một cuộc đại chiến lớn. 38 đấu chọi với 400. Khang rút thanh kiếm gỗ đào từ trong ba lô ra sẵn trên tay. Mọi người cũng đang dục dịch giao rửa mà chuẩn bị cho trận quyết chiến. Hắn ta nhìn thấy dân bản bây giờ đã không còn nghe lời mình nữa. Khang chỉ mới trong một ngày mà thể trạng đã phục hồi gần nguyên như cũ. Hắn chống thành chữ xuống đất rồi từ từ xuống kiệu. Hai ngón tay thì xe xe những cái sợi dâu trắng dài rồi mới nói. Hôm qua tao đã tha cho ngươi một mạng rồi, mà bây giờ vẫn còn dám đến đây đối chọi với ta sao? Ngươi không phải là đối thủ của ta, mau cút khỏi đây đi.
kẻo không lát nữa tao lại đổi ý đó. Hắn nói là nói vậy thôi, chứ chẳng đời nào mà để cho Khang dễ dàng bỏ đi cả. Vì trong người cậu bây giờ có một thứ mà hắn cho rằng độ quý báu cũng ngang ngửa, chứ không thua kém thì cái linh khí này. Đó chính là nguyên hồn của chân lòng. Khang cầm chắc thanh kiếm trong tay, chậm chậm mà đáp lời. Đổi ý đi, cho dù hôm nay ngươi có tha cho ta thì chúng ta cũng không tha cho ngươi đâu. Đừng có mơ mà đem được cây linh khí này về phương Bắc. Hôm nay nó sẽ ở lại đây cùng với cái mạng chó má của nhà ngươi nữa. Mò lòng cũng nói thêm. Suốt bao nhiêu năm nay ta đã cố tâm nếm mật nằm gai, cũng chỉ đợi có cái ngày này. Không thể nào nói bỏ là bỏ được. Đồ của nước Nam thì phải ở lại nước Nam, cho dù nó là bất cứ thứ gì đi chăng nữa. Hắn ta nhìn Khang, nhìn Mo Long và cả những người trai đình ở trong bản. Ai nấy đều sụp sôi ý chí chống ngoại xâm một cách mãnh liệt. Hắn nhổ cây ma xà trượng lên rồi mới hỏi. Các người thật sự muốn đánh với ta sao? Khang đáp. Đương nhiên, đánh tới hơi thở cuối cùng. Vậy thì hãy hỏi ý kiến những thuộc hạ của ta trước đi. Tất cả xông lên. Bên này Khang và mọi người cũng hào hùng không kém. Khang lên dây có tinh thần cho mọi người. Trận tốt động, trúc động chỉ với 6.000 nghĩa sĩ làm sơn đã diệt được hơn 10 vạn quân Minh xâm lược. Vậy thì hôm nay chúng ta lấy 38 người để giết sạch hết 400 tên giặc đó vậy. Núi sông sẽ ghi tên chúng ta, đất nước sẽ nuôi lấy hồn của ta. Tất cả mọi người giết. Cuộc đại chiến đã chính thức bắt đầu. Hai bên đều xông vào nhau mà chém giết quyết liệt. Khang một mình sộc thẳng vào trung tâm quân địch, một tay vung kiếm, một tay cầm ấn chém giết không biết mỏi tay. Trận chiến hôm nay lấy một chọi 10, lấy nhân nghĩa trị xấu xa, quyết chiến đấu hy sinh cho đến những hơi thở cuối cùng. Những người trai tráng có mặt trong trận chiến ngày hôm nay, họ không đơn thuần là những con người bình thường nữa, mà họ đã trở thành một chiến binh thật thụ. Dù trên tay chỉ là những vũ khí thô sơ cũ kỹ, nhưng mà sắc mặt của họ lại chẳng một chút nào nao núng hay là hoảng sợ ở trong lòng. Có người cầm dựa từ trên trẻ xuống hết từ bên này sang bên kia, cũng có kẻ cầm dao phay chém hết từ bên kia sang bên nọ. Khang vùng kiếm ra một đường, liền chém bay đầu của hai tên thủ hạ. Nó ném thẳng một mạch thanh kiếm lên trời, rồi dùng ấn tín chỉ thẳng lên hô thật là to. Mao Sơn quỷ môn thật, trợ lực phù sinh khí trận khai. Xét đánh xuống liên tiếp 2-3 đợt. Bầu trời xuất hiện những đám mây trắng tinh khôi rất là đẹp, chút xuống một trận mưa tốt tươi giữa bãi chiến trường. Dưới cơn mưa tốt lành, đồng đội của Khang như được tăng thêm sĩ khí giết địch. Sức chiến đấu của bọn họ cũng được tăng lên đáng kể. Thầy Long có lẽ là người đang chật vật nhất, vì đã có tuổi cho nên ông ấy cũng chẳng đánh đấm được gì nhiều. Chỉ đứng ở sau liên tục ra chỉ thế trận, bổ trợ cho lớp trẻ. Khang cầm kiếm xông thẳng vào lão già tộc chủ đầu sỏ đó mà tấn công. Hắn ta chỉ cười khẩy một cái khinh thường, chứ cũng không thèm né tránh. Lập tức 8 con tinh tinh ngạt nhân khiên kiệu khi nãy liền sấn tới đón đánh Khang, không cho cậu áp sát vào được lão già. Khang cũng chẳng mấy quan tâm, nó thổi hỏa liệt phù vào lưỡi kiếm rồi lao tới, vừa chém lìa lịa nó vừa quát to. Đám tử tinh tao còn giết được thì huống hồ chỉ là đám thành tình chúng mày, mọc cút hết già đi. Mao Sơn pháp môn tinh linh thần thuật chuồng nhiếp hồn khai. Trên vai của Khang xuất hiện ra một cái chuông nhỏ. Cậu cầm lấy cái chuông đó tra vào trong chuôi kiếm rồi mới nói. Không tránh để nếm đòn của chuông nhiếp hồn này đi. Cậu phi tới tung liên tiếp 3 cước vào 3 con thanh tinh khác nhau. Cậu vung kiếm lên đầu thì chuông nhiếp hồn kêu lên lên đó. Cậu cắn đầu ngón tay nhỏ vào đó một giọt máu rồi lắc lên. Lần này thì kiếm vung ra đến đầu, huyết phong nổi theo đến đó. Từng cơn gió máu cứ ào ạt kéo về, mọi người đều cảm thấy lạnh toát cả sống lưng. Khang thì cứ nhắm vào 8 con thành tinh mà công kích. Nhắm thấy đánh chưa đã tay, nó lấy ra 2 lá kim phủ rồi khấn. Kèo này là đi đám ma hết cả đám nhà, sát quỷ phù khai. Nó phóng 2 lá kim phủ tới phía trước, rồi vung kiếm lên chém nó rách thành nhiều mảnh. Mỗi mảnh trở thành một tia sáng khác nhau. Chúng nhắm thẳng vào 8 con thành tinh đó mà công kích. Sát quỷ phù ập thẳng vào trong nguyên hồn của bọn chúng, phát nổ từng tiếng một. Chỉ trong có duy nhất một chiều mà Khang đã cho cả 8 con thành tinh đó trở về với hư vô cát bụi. Bây giờ đây trước mặt Khang chỉ còn lại lão già ngạt nhân tộc chủ. Phía sau hai người thì trận chiến vẫn đang xảy ra vô cùng căng thẳng.
Từ 400 tên thuộc hạ sau gần nửa giờ giao tranh thì cũng chỉ còn lại hơn 100 tên còn sống sót. Bên của Khang thì cũng đã mất đến 6-7 người. Cậu mới đưa thanh kiếm chỏ thẳng vào mặt của lão ta rồi mới nói: "Dừng lại đi, bảo bọn họ mau dừng lại. Đây là trận chiến của ta và ngươi, ta không muốn ai phải chết vô ích nữa." Hắn ta mới đáp: "Ta không dừng đó thì sao? Ra trận chiến nhất quyết không được để cho những cảm xúc yếu hèn của đàn bà lên ngôi. 400 mạng đó coi như thí cho các ngươi khởi động vậy. Còn ngươi Trần Long, sau trận chiến ngày hôm nay ta sẽ lấy đi toàn bộ sức mạnh của Long Thần đang ẩn giấu trong cơ thể của ngươi. Nếu như mà đám ăn hại kia không giết được ngươi thì để hôm nay đích thân ta ra tay." Nói xong hắn mới cầm ma xà trượng lên bắn thẳng vào Khang liên tiếp những chùm quỷ đạn. Cậu tung kiếm lên vừa chém vừa đỡ những chùm đạn đó. Lần này thì lão ta lại áp sát người vào cậu để đánh giáp lá cả. Khang cũng quyết định chơi tới bến với anh ta một lần cho đáng bụng. Tiếng trường và kiếm va vào nhau chằn chát, kình lực mà hai người tạo ra đủ hất văng bất cứ ai dám bén mảng lại quá gần. Khang càng đánh càng hăng, còn lão già này thì cũng chẳng có kém. Không hiểu sao lão ta lại có một sức khỏe dẻo dai lạ thường đến như vậy. Cậu tung kiếm phi lên không trung bổ người xuống chém. Hắn ta liền đưa trượng lên chống đỡ. Khang ghi chặt thanh kiếm xuống, lão ấy cũng gồng hết sức mình lên để cố nâng được sức nặng ngàn cân mà cậu đang ép xuống liên tục. Tiếp đó cậu dùng một chân đá mạnh vào người của hắn ta. Lão ấy cũng đá vào người Khang một cú, cả hai lăn ra xa cách nhau khoảng 2 mét. Khang đứng dậy thu kiếm ra sau mà tung chỉ quyết đánh trả. Âm dương chi thuật khai, thiên càng là sát trận lập. Lập tức là cơn mưa sinh khí của sinh khí trận được ngừng hẳn, thay vào đó là một vòng trận pháp lớn ở trên trời bay xuống giáng thẳng vào khu vực giao tranh. Khang bắn đạn ra liên tục không dứt, nhưng mà lạ là lão ta đều tránh né một cách rất là uyển chuyển mượt mà, với tốc độ có thể nói là khó ai cản được. Khang vô cùng bất ngờ vì từ trước đến nay với môn chỉ pháp này cậu đã đánh không biết bao nhiêu trận, cũng chẳng có kẻ nào có thể né tránh được quá lâu. Ấy vậy mà hôm nay mọi thứ đều khác xa so với mọi lần. Lão già này quả thật là sức mạnh của hắn còn vượt xa cả quỷ hồn, yêu tinh, hay thậm chí cũng đã gần đến tiệm cận ngưỡng cửa của tiên giới. Sau những đòn tấn công không gây được một tí sát thương nào đó, Khang lại rút kiếm ra ngay. Nó cười gian rồi mới bảo: "Cũng lâu rồi không xài món này nha. Xem thử tốc độ của nhà ngươi có nhanh bằng nó hay không. Vô ảnh kiếm pháp xuất." Lần này thì sẽ là một sự khác biệt thật sự. Khang xuất ra 108 đường của vô ảnh kiếm pháp. Đường nào đường nấy cũng biến ảo vô cùng. Tốc độ có thể nói là nhanh đến mức mà chỉ còn nhìn thấy được tàn ảnh. Với tốc độ này thì những đòn tấn công của cậu cuối cùng cũng đã có giá trị với lão già kia. Hắn ta nhìn thấy Khang vung kiếm vùn vụt, từng chiêu kiếm sắc lạnh chứa kinh lực ghê người. Lão vừa thủ vừa né mà bảo: "Tên tiểu tử này, ngươi làm ta bất ngờ đó. Rốt cuộc là bản lĩnh của ngươi còn có những gì thế hả?" Khang vừa đi hết tuần tự 108 đường vô ảnh kiếm pháp thì nó cũng đáp: "Còn cái này đây, Hoàng Anh kiếm pháp xuất." Lần này thì những chiêu kiếm vô hình như lại chứa một lượng sát thương vô cùng khủng khiếp. Không phải là nó vô hình thật sự, nhưng vì tốc độ của bộ kiếm pháp này còn nhanh đến độ tàn ảnh cũng không thể nào hiện được gì nữa. Lão ta bị trúng một loạt mười mấy đường kiếm cùng với hai cước của Khang liền phải lùi ra tận 9-10 bước. Chưa dừng lại ở đó, lần này thì cậu lấy ra 8 lão huyết phù rồi ném ra tạo thành bát quái diệm sơn hỏa. Lửa cháy bao quanh hắn ta dữ dội, cả râu cả tóc bây giờ đều đã bị thiêu cho trụi đi. Chỉ trong liên tiếp có 3 lần xuất kích, Khang đã đánh cho lão ta phải tối sầm mặt mũi. Cái điều bất ngờ là cứ tưởng sau 3 đòn xuất kích liên tiếp nhau như vũ bão đó, chí ít là hắn cũng phải tổn thương không ít. Nhưng mà lần này lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả. Sau khi lửa tắt thì hắn vẫn còn đứng chờ ở đó, râu tóc trắng muốt lại mọc trở lại như bình thường. Hắn ta vừa vuốt râu vừa cười bảo: "Lâu lâu mới được chết một lần, thật đúng là sảng khoái quá mà. Ta đã trùng sinh thêm một lần nữa đây." Khang thật sự là không hiểu tại sao hắn lại có thể mạnh khỏe tới như vậy. Không những thế mà râu tóc khi nãy mới vừa bị đốt cháy thì bây giờ đây đã mọc lại đầy đủ, thậm chí là còn không sót cọng nào. Hắn ta vùng gậy tới đánh Khang một lượt 3 đòn thì lập tức xuất hiện 3 luồng hắc hỏa lao tới quyết liệt. Uy lực của đòn công kích này còn lớn hơn lần trước rất là nhiều. Khang tái mặt không hiểu cái quái gì đang diễn ra ở đây. Nó vẫn vùng kiếm lao đến, lão già vừa đánh vừa bảo:
Nhà ngươi không có cách nào để thắng được ta đâu. Không cách nào. Ta có thuật trùng sinh, mỗi lần chết đều có thể sống lại. Trùng sinh một lần thì sức mạnh còn có thể tăng lên gấp bội. Ngươi thua rồi, mau giao ra nguyên hồn chân long cho ta. Bây giờ thì mới bắt đầu thấy khó cho Khang. Sức mạnh của hắn ta đã khác trước và có sự chênh lệch với cậu rất là nhiều. Khó có cơ hội nào để đánh bại hắn ta. Ở phía bên kia thì những tên thuộc hạ cuối cùng còn sót lại cũng đã bị trai bản làng cùng với ông Long giết hết. Bọn họ nằm bệt xuống đó mà nghỉ ngơi. Đã có tới 15 người tử trận. Thầy Minh nép sau tảng đá mà theo dõi tất cả, chứ không hề dám lao lên chém giết như mọi người. Khang quay lưng nhìn lại bãi chiến trường bây giờ đã nằm la liệt xác chết. Hình ảnh những thi thể không đầu, không tay, không chân, thậm chí là máu me bề bết, ruột lòng lòi ra vô cùng là kinh dị. Gió hiu hiu vẫn thổi dập dìu, nhưng mà đang muốn đưa mùi tanh của máu lại càng đi xa hơn nữa. Lão ngạt nhân đó nhắm mắt tận hưởng mùi máu tươi đang thoang thoảng trong mũi mình mà bảo: mùi máu tươi thật là tuyệt vời, nhưng mà đó chỉ là máu của những tên thuộc hạ yếu ớt thôi. Cái ta muốn bây giờ chính là máu của những con rồng chân long thuần khiết như kẻ này. Sẽ ngon lắm đây nhỉ. Nằm mơ sao? Đừng có mà vọng tưởng. Mọi người thì cũng đang tiến lại chỗ Khang. Thầy Long thấy vậy mà bảo: mau đốn hạ cái cây linh khí đó đi, bây giờ chúng ta không phải là đối thủ của hắn đâu. Chỉ còn có mỗi chàng thanh niên này hy vọng cậu ta sẽ cầm cự được cho đến lúc chúng ta đốn hạ xong cây linh khí xuống thôi. Bọn họ liền kéo nhau chạy lại cây linh khí. Lão ta cũng hiểu ra vấn đề, lập tức lao tới ngăn cản ngay. Nhưng mà Khang càng nhanh hơn, nó phì tới chặn ngay trước mặt lão rồi mới nói: muốn sang được đó thì trước hết phải bước qua được xác của tao cái đã. Khốn kiếp, ngựa non háu đá, không biết là còn chịu được mấy đòn. Để xem lần này ta có đánh cho nhà ngươi phải tan thây ra không. Khang biết bây giờ cái việc đánh bại được hắn là hầu như không thể rồi. Thế cho nên cậu chỉ cố gắng cầm chân hắn, kéo dài thời gian cho mọi người hạ cây lâu nhất có thể mà thôi. Hắn ta vút tới thật mạnh, tốc độ lần này lại nhanh hơn lần trước. Khang cũng không do dự, anh liền bật hẳn ra sau một khoảng, tay móc ra hai lá kim phủ rồi mới hô: đừng có hòng mà sang đó, Mao Sơn phủ môn lôi âm phủ khai, Mao Sơn trận môn lôi âm trận lập. Lần này thì cậu dùng cả loại phép thuật và trận pháp mạnh nhất của mình. Dù biết là làm như vậy sẽ tổn hao âm thọ, suy giảm âm đức, nhưng mà lần này dù có cho có hậu quả như thế nào thì vẫn phải liều chết để quyết ngăn hắn lại. Lôi âm trận níu chân hắn trong một khoảng không gian chưa tới 10 bước chân, trên đầu thì lại xuất hiện 5-6 đám lôi vân đang trực chờ mà đánh xuống. Khang mím môi cắn chặn như muốn bực cả máu ra ngoài. Nó chĩa mũi kiếm xuống dưới đất rồi dùng hai tay găm thật mạnh hét to: đánh! Sấm sét từ lôi âm phủ cứ đánh xuống liên tục vào lôi âm trận, đòn nào đòn đó cũng tựa như bài sơn đào hải. Âm thanh chát chúa vang lên, ánh sáng do sét lóa lên làm cho cả một vùng đều sáng rực lên thấy rõ. Mặc dù đây vẫn còn là ban ngày, nhưng mà xung quanh đó từ nãy tới giờ vốn đã bị che phủ bởi những vầng mây quỷ dị, khiến cho ánh sáng chẳng lọt xuống được bao nhiêu. Bây giờ khi mà lôi âm phủ đánh xuống thì lại có cảm tưởng như khắp xung quanh đang lắp hàng trăm bóng đèn công suất lớn vậy. Khang đứng ở bên ngoài, cố giữ chặt chuôi kiếm để gia trì thêm sức mạnh. Tia sét đánh xuống mỗi ngày một nhiều, càng nhanh và càng mạnh hơn nữa. Ấy vậy mà lão hồ ly kia rùa bên trong trận pháp trùng trùng sát thương, ấy vẫn không có mảy may hề hấn gì cả. Tốc độ tránh né của hắn phải gọi là cực kỳ khủng khiếp, đến tia sét cũng không thể nào đánh trúng hắn ta. Hắn cứ đơn giản là lượn qua lượn lại trong trận pháp một cách thong dong và từ tốn, thậm chí là còn buông lời mỉa mai Khang: lôi âm trận và lôi âm phù vốn là phép thuật của quỷ hồn tạo ra, ngươi lại đem dùng nó để đối đầu với ta thì khác nào ngươi đang tự nhận mình là quỷ. Mà cho dù có như thế thì ngươi hãy nhìn xem, nó chẳng có một tí tác dụng nào với ta. Nhưng còn ngươi, hãy tự nhìn lại mình kìa. Cứ mỗi lần có một tia sét đánh xuống thì phước đức và dương thọ của ngươi lại giảm đi một ít rồi. Liệu là ngươi có bao nhiêu âm đức và dương thọ đủ để giết được ta đây? Đúng là bất tài mà. Quả thật là từ trước đến nay thì Khang đã sử dụng loại pháp thuật này không ít lần, nhưng mà đến tận bây giờ cậu mới biết
Hai loại pháp thuật và trận pháp này do giới quỷ hồn tạo ra. Mỗi lần sử dụng là một lần đánh đổi rất lớn. Cũng chính vì thế mà Long Hồn cũng nhiều lần khuyên can là cậu không nên lạm dụng những phép thuật này, cho dù hiệu quả của chúng là cực kỳ cao. Nhưng mà hôm nay lại khác. Khang đã đánh xuống hơn 200 tia sét nhưng mà lại chẳng trúng được bất cứ một tia nào. Điều đó cho thấy được là sau khi trùng sinh, thực lực quán ta đã tăng tiến không ít lần và cũng báo hiệu là sắp tới đây. Có lẽ là Khang và đồng đội của mình sẽ phải bỏ mạng tại đây. Phía bên kia, người thì cầm dựa, kẻ thì cầm rìu. Bọn họ đang cố gắng đốn hạ cây này nhanh nhất có thể. Lão già đó chắc chắn không bao giờ muốn điều này xảy ra. Lão bắn tới một trường thật to để phá đáp. Mò Lòng thấy vậy liền đứng ra chắn ngay. Ông ấy hạ tấn ra trì, cố gắng nương lấy cái sức già mà chống đỡ, còn nói: "Nhanh tay lên, không thì không kịp nữa mất." Trường lực phát nổ một tiếng thật là to. Đằng sau làn khói đen mờ mịt đó là hình ảnh ông Long đang đứng trên đôi chân run rẩy như đang muốn khuỵu xuống vậy. Áo của ông ấy đã rách tàn hoàng, khắp người chi chít vết thương lớn nhỏ. Ông ấy hộc máu mà ngã vật xuống đất không kịp nói gì thêm. Chỉ bằng có một chiêu duy nhất mà hắn ta đã hạ đò ván ông Long theo một cách không thể nào ngờ nổi. Thế rồi hắn vừa cười vừa khích tướng Khang và mọi người. "Tưởng như thế nào, hóa ra cũng yếu như sên. Ta tưởng bọn người biết cách để hạ cái linh khí đó, nhưng mà giờ ta đã nhầm rồi. Các người chỉ chặt phần thân trở lên, còn phần gốc không chịu đào thì chết là đáng rồi. Nhưng mà dù sao thì chuyện cũng đã đến nước này, nên giết hết tất cả đám mọi dân để xả cơn giận của lòng ta mà thôi. Ma xả trượng quỷ lôi ảnh khai." Hắn mới vụt ra liên tiếp 2-3 phát thì có hàng loạt quỷ ảnh bay tới, toàn lấy mạng đám trại đình đang hì hục chặt cây kia. Khang cũng nhanh tay không kém, anh liền tung ngay thanh kiếm lên trời rồi mới đáp: "Nghĩ dễ ăn như vậy sao? Còn khuya, ảo ảnh phân tán, gương nhận đôi biến." Từ một thanh kiếm bây giờ đã hóa thành 3 thanh, kiếm của Khang đuổi theo 3 quỷ ảnh rồi công kích ác liệt, quyết không cho chúng làm tổn hại được đồng bào của mình. Hắn mới quay sang nhìn Khang mà nói: "Ta phải giết nhà ngươi trước." Mọi người nghe hắn nói vậy liền dừng tay lại, nhìn sang bên Khang xem thử. Cậu hét thật to lên khích lệ: "Nhìn gì mà nhìn, tôi tự lo được, mau bứng cái cây đó nhanh đi. Trợ lực phù khai, kim càng là sát phù khai." Bùa được Khang bắn ra nhìn như mọi thứ chẳng có được bao nhiêu tác dụng. Lão tà vẫn đỡ lấy ngon lành như không mà sấn tới. Khang phút chốc bất ngờ không liều trước được, liền bị lão đánh cho liên tiếp 2 trượng vào người. Nguyên hồn coi như cũng tổn thương không ít. Cậu cố gắng dùng ấn trưởng môn đẩy hắn ra xa, rồi dùng tay xoa xoa lên vết thương của mình. Hắn ta biết là Khang đã trọng thương nên liền tấn công ngày càng ác liệt hơn nữa. Lần này thì tính mạng của Khang như đèn treo trước gió, nguy hiểm khôn lường. "Ta biết nhà ngươi có thần lực trời ban, có khả năng tự chữa thương cho mình. Vậy thì để ta đánh nát nhục thể của ngươi ra, đem nghiền thành bột, để xem cái khả năng chữa thương đó có giúp ngươi hồi phục lại không. Chết đi." Hắn mới đánh liên tiếp hơn 10 trượng vào khắp cơ thể của Khang. Mỗi trượng là một luồng hắc quang bắn thẳng vào người. Khang không còn đủ sức chống đỡ thêm nữa. Bây giờ hắn đã quá mạnh rồi. Cậu không còn đủ sức để theo kịp tốc độ và tránh né đòn tấn công mà lão gây ra. Hầu như là đòn nào Khang cũng bị đánh trúng, dù không ít hay nhiều. Hắn bật cười lên ha ha khoái trá. Còn khắp người Khang bây giờ đây hầu như không còn chỗ nào là nguyên vẹn nữa rồi. Xương cốt gãy hết, cơ thịt bầm dập, thậm chí là còn bị hắn đập trượng vào đầu. Xương sọ vỡ nứt ra, máu chảy từ trên đỉnh đầu chảy xuống mãi không dừng. Thầy Minh nhìn thấy Khang bị hắn đánh cho đến chết, chỉ biết thốt lên tiếng kêu đầy ai oán: "Không, Khang, Khang ơi." Hắn ta mới nhìn sang, thấy thầy Minh đang lấp ló nấp sau một tảng đá. Hắn tung trưởng đánh tới, tảng đá vỡ ra tan tành. Thầy Minh nằm dạp dưới đất từ từ mò dậy. Lão ngạc nhiên đó chép miệng: "Chà, vẫn còn một con chuột nhát sợ chết đang trốn ở đây sao?" Rồi hắn mới tiến lại từng bước một. Thầy Minh càng ngày càng sợ hãi, thậm chí là đã tè ra quần lúc nào không biết. Hắn nắm cổ thầy đưa lên trên cao, định bóp cho thầy chết hẳn, thì ở đằng sau có một con dao lớn phóng tới cầm thẳng vào lưng hắn ta. Hắn bất ngờ không biết ai đã đâm sau lưng mình, mới ném thầy Minh xuống đất rồi quay lại mà bảo: "Xem ra cái đám mọi dân này
muốn được chết trước thì phải. Hắn ta xông tới chỗ mọi người, họ cũng chuẩn bị vũ khí chiến đấu đánh thêm một trận nữa. Thầy Minh mê mội chạy đến chỗ Khang, nhìn thấy anh vẫn đang còn sống. Thầy ôm cơ thể đã nát bấy của cậu, vừa khóc vừa kêu: Khang, Khang ơi, em chết thảm quá Khang ơi. Mọi người cũng sắp phải theo em rồi, nước mình bị hắn hại rồi. Khang thì chưa chết, nhưng mà hình như là chẳng còn cơ hội nào để sống nữa. Tiếng nói, tiếng khóc của thầy Minh vẫn văng vẳng bên tai. Cậu hiểu hết tất cả, nhưng mà chẳng còn sức để thốt nên lời nào. Cậu khóc, nước mắt chỉ còn chảy được một bên, mắt còn lại đã bị đánh cho rớt luôn cả con người ra ngoài. Thầy Minh nhìn thấy hàng nước mắt của Khang chảy ra, biết là cậu vẫn còn nghe được những lời mình nói. Thầy ôm chặt cậu vào lòng mà bảo: Em cố đợi mọi người đi chung nha Khang, bọn thầy sẽ đi cùng em sớm thôi. Chỉ tiếc là chúng ta không thể nào giết được tên ác ôn đó, không thể nào giải được chấn yểm cái linh khí để giữ lại cho đất nước được. Thầy có lỗi với em, có lỗi với mọi người và có lỗi với dân tộc này. Thầy thật là hèn nhát, thật là hèn nhát mà. Ở bên kia, sau khi hắn ta đã giết sạch toàn bộ 20 trai tráng còn lại của bản, thì hắn cũng quay lại đây. Nhìn thấy mắt của Khang vẫn còn nháy nháy được vài ba cái, hắn ta mới liền thì thầm: Dẻo dai nhỉ, vẫn còn sống được sao? Thầy Minh mới vội quay lại, giang hai tay ra cố bảo vệ cho Khang. Thầy hét thẳng vào mặt tên ngạc nhân tộc chủ mà nói: Giết tao trước, còn không thì đừng hòng đụng đến học trò của tao. Cho dù mày có lấy được cái linh khí đó đi thì người Nam nước tao sẽ không bao giờ bỏ cuộc, không bao giờ đầu hàng. Và hơn hết, bọn tao không phải là mọi giao chỉ, bọn tao là người Việt Nam. Những lời nói hùng hồn đó như đang thức tỉnh linh hồn của Khang, từng lời nói, từng âm thanh như đang âm vang trong tâm hồn của cậu. Khang nằm giữa đất mẹ, gió trời thoang thoảng mùi hương. Cậu hiện lên vô vàn những câu hỏi không tên mà chính bản thân của cậu vẫn đang cố gắng tìm câu trả lời. Linh hồn của cậu như chia làm hai cá thể, một hỏi một trả lời, giống như cách người ta tìm đến sự giúp đỡ của những người thân thuộc xung quanh. Mình là ai? Ngươi là Phan Khang, là con của rồng. Tại sao mình lại ở đây? Để cứu người và cũng là tự cứu mình. Cứu người sao? Mình bây giờ chỉ là một người sắp chết, làm gì còn sức mà cứu nổi ai? Đó chỉ là nhục thể của ngươi thôi, thứ đó không quan trọng bằng trái tim người, bằng tâm hồn của ngươi được. Con người chỉ sống tạm bằng nhục thể, mà sự sống vĩnh cửu thì phải đến từ tâm hồn và trái tim. Người vẫn còn sống, người luôn luôn sống và sẽ rất mạnh mẽ. Tôi còn sống sao? Tôi sẽ sống sao? Chuyện này là thật chứ? Phải, hoàn toàn là sự thật. Nào, đứng dậy đi long thể của ta, chiến đấu đi long thể của ta, hãy thức tỉnh sức mạnh của ta đi. Thức tỉnh sức mạnh của chân long đang ẩn náu trong người ngươi đi. Ngươi không cần phải dựa dẫm vào ai hết, tự ngươi sẽ làm được, ngươi phải làm được, ngươi chắc chắn làm được. Ta là ngươi, ngươi là ta, chúng ta là một. Những lời nói của chính hai mảng đối lập trong tâm hồn mình đã làm cho Khang thức tỉnh. Cậu nở một nụ cười vui tươi mà bắt đầu thì thào: Đúng rồi, tôi nhớ ra rồi, tôi là Phan Khang, là chân long. Tôi đến đây để diệt trừ cái ác. Tôi không thể nào chết. Tôi phải sống. Chắc chắn phải sống. Thầy Minh đang nhắm mắt đón nhận lấy cái chết giáng xuống đầu mình, thì đột nhiên nghe thấy những lời nói khe khẽ từ miệng của Khang thốt ra. Thầy hé mắt ra xem, thì thấy toàn thân của Khang đang phát sáng lên chói rực. Khang mở mắt dậy, hai mắt bắn ra một chùm long quang lớn, xóa tan đi sự u ám đen tối của bầu trời. Tên ngạc nhân tộc chủ nhìn thấy Khang khắp người tỏa ra hào quang, hắn liền nhận ra đó là gì. Hắn cũng chẳng thèm quan tâm đến việc giết thầy mình nữa, mà chỉ chăm chú nhìn theo, rồi cất giọng cười thỏa mãn. Cuối cùng nó cũng đã đến rồi. Thứ ta trông chờ bây giờ cũng đã xuất hiện, là sức mạnh của chân long, là một con rồng thực thụ. Tốt,
tốt lắm, hiện nguyên hình đi, rồi ta sẽ bắt người, sức mạnh của người sẽ là của ta, tất cả sẽ thuộc về ta. Cơ thể của Khang đột nhiên bay lơ lửng trên không trung, hào quang soi rọi khắp bốn phương tám hướng. Kẻ linh khí cũng cảm nhận được sự xuất hiện của một luồng long khí cực mạnh. Nó cố gắng vươn cảnh hút lấy hút để. Ở trên không thì hào quang đang tái tạo lại cơ thể cho Khang hoàn toàn. Tứ chi bị gãy vừa rồi của Khang được thay thế bằng bốn cái chân rồng khỏe mạnh. Con mắt vừa rồi bị đánh rơi ra ngoài thì đã được thay bằng một cặp long nhãn nguyên thuần. Cuối cùng là lục phủ ngũ tạng bị đánh cho dập nát khi nãy, bây giờ đây đã được khoán gần chuyển cốt, biến thành lòng cốt, lòng thần. Từ chỗ hai đầu vết nứt của Khang còn hiện lên một cặp sừng rồng dài oai phong bệ vệ. Chỉ trong nháy mắt mà Khang đã thay đổi hoàn toàn, không còn giống như là một con người lúc trước nữa. Lòng khí tỏa ra ngày càng một mạnh hơn, lão ta liền tranh thủ hút lấy mà hưởng dụng. Còn Khang bây giờ từng cái luồng đạo lực như đang chảy cuồn cuộn trong người anh. Thân thể anh từ từ được thả về dưới đất, anh mở mắt đứng dậy rồi nhìn lại xung quanh bản thân mình. Thầy Minh á khẩu thốt lên. Khang, em là rồng sao? Khang đã biến thành một con người hoàn toàn khác, cậu ta điềm đạm trả lời. Đúng vậy, em là Á Long, là nửa người nửa rồng. Vừa dứt lời, Khang xông tới thẳng vào chỗ hắn ta đang vận công, anh tung liền một đấm cực nhanh, khiến cho hắn đỡ không có kịp. Hắn vừa cố thoái lui vừa phải cố phòng thủ một cách khó nhọc. Khang nhìn hai bàn tay rồng của mình đang dần trở lại thành hình dạng tay người như ban đầu, anh mới mỉm cười rồi bảo. Hóa ra là như vậy, như này thì thuận tiện hơn rồi. Tên ngạt nhân tộc chủ kia vừa mới đỡ xong một đấm của Khang mà toàn thân đã cảm thấy khó thở. Hắn ôm ngực đang đau nhói của mình mà thắc mắc. Loại sức mạnh gì đây? Là long thuật. Để hôm nay ta cho người mở rộng tầm mắt đi. Cuồng long quyền tấn. Khang lao đến tung ra liên tục những đòn đấm đá túi bụi về phía hắn ta. Hắn vội vùng trượng lên đỡ, nhưng chỉ bằng một cú đá, Khang đã sút gãy cây trượng đó làm đôi. Tên ngạt nhân tộc chủ đôi tay run run cầm cây quyền trượng của mình. Hắn ta không hiểu vì sao bây giờ Khang lại mạnh mẽ đến như vậy. Ném mạnh cây quyền trượng về phía Khang, hắn thét lên trong điên loạn. Không thể nào, người cũng có được thuật trùng sinh sao? Khang hử lạnh rồi đáp. Đây không phải là thuật trùng sinh, đây là long thuật. Ta đã tìm được bản ngã của chính mình. Những kẻ như người hôm nay sẽ phải bị tiêu diệt. Đi chết đi, cuồng long chảo đánh. Khắp người Khang nổi lên rất nhiều vảy rồng xung quanh lấp lánh, tay mọc móng rồng cực kỳ là đáng sợ. Cậu áp sát lấy hắn ta rồi tung móng ra cào quyết liệt. Hắn vừa chống đỡ trông cực kỳ là khổ cực, nhưng mà không thể nào để mình thua như vậy. Lão già đó cũng cố gắng tung hết sức mạnh của mình, hòng chống trả Khang cho tới cùng. Hắn hút hết toàn bộ linh hồn của đám thuộc hạ, rồi dồn lại thành một quả cầu ma hỏa cực lớn. Hắn mới nhìn Khang rồi cười lên điên dại. Không dễ thế đâu, thức tỉnh sức mạnh của rồng sao? Chồng cũng mạnh đấy, nhưng mà đối với ta nó chẳng đáng gì cả. Xem từ sau đòn này thì ngươi có còn mạng hay không? Đại ma hỏa khai! Hắn mới ném quả cầu khổng lồ tới trước mặt của Khang. Cậu lướt nhanh như cắt sang một bên rồi mới bảo. Lần này thì ngươi chậm rồi, để thử chiêu mới xem sao. Mao Sơn pháp môn thần long thuật sát quỷ chi phù khai. Ở trong hình dạng Á Long, Khang thúc động kim phù cảm thấy thật là dễ dàng. Không còn cảm giác khó chịu và mất nhiều sức lực như khi trước nữa. Uy lực của linh phù cũng càng ngày càng lớn hơn. Sát quỷ chi phù hút lấy toàn bộ năng lượng của quả cầu quỷ đó ngay trước mặt hắn ta, rồi sao chép lại một quả cầu tương tự như thế để đánh trả. Hắn ta chỉ kịp ấm ớ. Không thể nào, là giả long kim phù sao? Không. Quả cầu mới đâm thẳng vào người hắn rồi phát nổ thật là lớn. Thầy Minh căng thẳng chờ đợi. Sau cái làn khói đen kịt dần tan thì thấy hắn vẫn đứng chờ đó với một bộ dạng vô cùng là thảm hại. Lão già đó sắp chết rồi, nhưng mà hắn ta vẫn chưa có chịu thua. Khang lấy ra thêm hai lá kim phù nữa toàn thúc động thì hắn đã nhanh tay chộp lấy thầy Minh mà uy hiếp. Hắn kề sát chiếc rìu đen vào cổ của thầy Minh mà bắt đầu đưa ra điều kiện. Dừng lại, đứng lại ngay. Nếu mà người dám thúc động hai lá kim phù đó thì ta cũng sẽ giết ngay tên này. Có chết ta cũng phải kéo thêm người chết chung. Khang thoáng chốc bối rối, nó mới vội đáp ngay.
Ngươi không được làm hại đến thầy ấy, mau thảo mới ra, nếu không đừng có trách ta tàn độc. Tàn độc sao? Lúc ngươi hóa lòng và sau khi lĩnh chọn một đấm của ngươi thì ta vốn biết mình khó có đường sống rồi. Thật không ngờ một tên nhãi nhép vắt mũi không sạch lại mang trong người nguyên hồn của chân long. Bây giờ ta muốn người thả ta đi, bằng không thì... Hả? Hắn vừa nói vừa siết cổ thầy mình. Thầy ấy cố gắng thốt ra từng chữ. Không được Khang ơi, giết hắn đi, đừng nghe theo lời hắn ta. Khang vẫn đứng đó suy nghĩ không đáp. Hắn liền ghi mạnh tay hơn để ra hiệu. Thế nào, có đồng ý hay không? Quyết định nhanh đi, ta không có nhiều thời giờ đâu. Khang thì lưỡng lự một hồi, nhưng mà vì cũng lo cho sự an toàn của thầy mình nên nó đành phải gật đầu đồng ý. Nhưng mà hình như tên già khốn kiếp đó vẫn chưa biết đủ thì phải. Hắn thấy Khang dễ dàng đồng ý điều kiện, liền muốn đưa ra thêm yêu cầu. Không được, mạng của tên này quý lắm, trao đổi như vậy ta không có lời. Như thế này đi, tao muốn đem theo cả cây linh khí, và ngươi phải đem toàn bộ sức mạnh long thuật vừa rồi trao lại cho ta, thì ta mới đồng ý thả người. Khang nghe xong những lời hắn nói mà lòng bừng lên lửa giận. Nó mới quát: thật là đang ngang ngược, được voi rồi còn muốn đòi cả tiên sao? Hắn gằn chiếc rìu mạnh hơn rồi bảo: ngươi to tiếng với ai thế hả? Chắc là ngươi không biết chiếc rìu hắc ám này trong tay ta có uy lực lớn đến như thế nào đâu. Chỉ cần nó sát thương vào ai, cho dù có là thần tiên thì cũng đừng hòng mà giữ được linh hồn chuyển thế. Có muốn thầy của ngươi mãi mãi biến mất khỏi cõi đời này luôn không? Mau giao sức mạnh long thuật ra đây. Trong cái khoảnh khắc phải lựa chọn giữa cứu người và giết giặc, chính bản thân Khang cảm thấy khó xử vô cùng. Thầy Minh nhìn vào ánh mắt của anh, ông cũng hiểu điều đó mới liền bảo: Khang, mạnh mẽ lên, ra tay giết thầy đi. Hãy cho thầy được chết chung với hắn. Tuyệt đối em không được nghe lời hắn ta. Cây linh khí là tài sản của quốc gia, mà trăm đời nay ông bà ta đã đổ bao nhiêu xương máu mới có được mảnh đất này. Em không có quyền đem nó ra làm vật trao đổi. Thầy không cho phép em làm điều đó. Thầy là thầy giáo của em. Thầy yêu cầu em hãy giết chết hắn và cả thầy nữa, rồi nhổ tận gốc cái cây đó lên. Nếu em không làm thì thầy sẽ không nhận em. Em là đứa con bất hiếu, làm người mà bất trung, vì tình nhỏ diệt nghĩa lớn. Mau ra tay đi. Nhưng mà... Còn nhưng cái gì nữa, có chịu giao ra thì được không? Hắn ta nắn cổ thầy mình một cái, tiếng xương gãy liền kêu lên răng rắc, rõ từng tiếng một. Khang mới hốt hoảng đáp ngay: được rồi, ta giao. Ở bên này thầy mình nghe vậy mới liền hét to: thằng mất dạy, tên phản quốc, mày là thằng khốn nạn đứa con bất hiếu Khang à? Nói thì nói vậy thôi, chứ trong lòng thầy mình lại nghĩ khác. Ông biết rằng Khang trọng tình nên sẽ không bao giờ để mình phải chết. Thôi thì chi bằng tự chính bản thân ông kết liễu cuộc đời mình. Dù gì ông cũng chẳng giúp được gì, thì chi bằng cũng đừng làm gánh nặng cho ai. Khang đang thu lại toàn bộ long thuật tụ thành một quả cầu. Thầy Minh mới nhìn Khang đẫm nước mắt mà nói: thầy sẽ không để em làm người bất nhân bất nghĩa đâu. Vĩnh biệt. Nói rồi thầy Minh dí cổ mình vào lưỡi của chiếc rìu đen. Ông mỉm cười rồi miết cổ thật mạnh. Khắp thân thể ông bừng cháy. Tên ngạt nhân thì bất ngờ la lớn: không, ngươi không thể chết như thế được. Vậy còn ta thì sao? Khang mới trường quả cầu năng lượng đến chỗ hắn ta và đáp: còn ngươi thì chết, cút đi. Lần này thì quả cầu đó điểm thẳng vào người hắn rồi ngấm thẳng vào người. Một con rồng nhỏ xuất hiện trong bụng của lão ta. Nó cuộn khắp người hắn, cắt đứt toàn bộ kinh mạch, gặm nát toàn bộ xương cốt và nuốt mất luôn trái tim của gã. Hắn ta chẳng kịp phản ứng gì mà chỉ thấy toàn thân mình đang bị cắt rời ra từng khúc. Biết là mình chẳng còn sống được bao lâu nên hắn ta mới cất giọng: người nghĩ như thế này là kết thúc sao? Chưa đâu. Tất cả chỉ là mới bắt đầu. Dù hôm nay ta thất bại nhưng tương lai sẽ khác. Đừng hòng mà phá được cây linh khí đó đi. Ta sẽ còn trở lại, sẽ trở lại thêm một lần nữa. Hắn nói xong thì thi thể liền hóa thành một bãi tro đen xám xịt. Khang mới liền chạy lại chỗ thầy mình vừa chết. Cậu nhìn sang xung quanh thấy xác người nằm la liệt, một bãi chiến trường tàn hoang đầy máu và sự hận thù. Sau tất cả chỉ còn lại một mình Khang trong 38 người còn sống.
Cậu quỳ mọp xuống đất mà khóc tức tưởi. Ở phía bên trên, cây linh khí đang bắt đầu chuyển động, mặt đất cũng bắt đầu có dư chấn rồi. Khang mới vội vàng nhìn lên, đứng dậy vội chạy lại đỡ lấy cây vì nó sắp ngã. Cậu mới vội biến trở lại hình dạng Á Long mà dùng cả thân mình làm điểm tựa cho cây. Cái cây cực kỳ là nặng, mặc dù bây giờ Khang đã có thêm nguồn sức mạnh mới, nhưng mà hình như cậu cảm nhận từng đó vẫn là không đủ để chống được cái cây đang chứa cả linh khí của dân tộc trong suốt hơn 100 năm này. Khang nhất quyết không thể để cây đổ được, nếu mà cây đổ thì linh khí trong cây sẽ không thể nào lấy lại được. Mò Long đang nằm dưới đất cứ tưởng như rằng đã chết rồi. Ông ấy mở mắt ra nhìn Khang rồi thều thào từng chữ. Hãy dùng cây dịu hắc ám đó để chặt cây. Chỉ có nó mới đốn được cây này thôi. Nhanh lên. Khang tì vai mình vào cây để cố giữ cho được trụ. Cậu dùng thần lực của mình hút lấy chiếc rìu đang nằm ở dưới đất, cầm trên tay chiếc rìu nhưng mà không biết cách nào xoay sở để chặt cây. Thầy Long cũng chỉ biết bất lực nhìn cậu đang dần dần bị cây linh khí đè xuống. Cứ tưởng như không còn cách nào để cứu được cây linh khí nữa thì Khang chợt nảy ra một ý tưởng. Cậu chép miệng cảm thán. Hết cách rồi, đành làm liều vậy. Xong rồi Khang găm phập chiếc rìu tạm vào thân cây rồi hô. Mao Sơn pháp môn thần long thuật hỏa long dụng biến. Cả cơ thể của Khang đột nhiên dần dần biến đổi. Cậu biến thành một con bạch long trắng muốt, thân dài gần 50 thước, kích cỡ còn to gấp rưỡi long hồn. Trong hình dạng này, Khang vội dùng long thể của mình cuộn lấy xung quanh thân cây rồi kéo nó dựng thẳng lên. Khang liền nhoài người xuống ngậm lấy chiếc rìu rồi dùng tay cầm thật là chắc. Cậu cứ thế mà chặt từng cành một cây linh khí xuống. Thầy Long ở dưới nhìn thấy như vậy cũng mỉm cười mãn nguyện mà bảo. Rồng trẻ củi à, bây giờ mới được thấy, đúng là tuyệt diệu. Chỉ trong thoáng chốc thôi, cây linh khí đã được Khang chẻ ra thành từng khúc nhỏ rồi xếp ngay hàng thẳng lối lại với nhau. Cậu bay xuống dưới đất biến trở lại thành hình người rồi lăn ra đó nằm thở. Không ngờ là trong hình dạng rồng thật hoàn toàn thì cậu lại tiêu tốn nhiều sức lực đến như vậy. Khang mới bò lại chỗ ông Long, truyền cho ông ấy chút long khí rồi bảo. Bây giờ cháu phải làm gì tiếp theo đấy ông? Ông Long nhận được long khí của Khang thì như từ cõi chết trở về. Ông nắm chặt tay cậu. Còn làm gì nữa? Cậu nhìn kia kìa. Khang đưa mắt nhìn theo hướng mà ông Long chỉ. Cây linh khí sau khi bị hạ thì nó đã trả lại toàn bộ những gì hút được về lại chỗ cũ. Lần đầu tiên Khang được nhìn thấy linh khí dồi dào đến vậy. Nó phủ khắp trên mặt đất, khắp không gian, không thiếu một chỗ nào. Điều tuyệt diệu hình như vẫn còn chưa dừng lại. Luồng sinh khí đó đã hồi sinh lại toàn bộ thanh niên trai bản góp sức xông pha khi nãy, và trong đó có cả thầy mình. Hình hài của thầy đang được ngưng tụ lại đầy đủ, rồi tất cả đều từ từ mở mắt dậy. Khang đứng bật lên vẫy tay, mọi người đều không thể tin được rằng mình vừa được hồi sinh trở lại. Lại càng không ngờ là cây linh khí đã không còn. Họ mới chạy tới ôm chầm lấy Khang và ông Long, còn thầy Minh thì nhìn Khang mà khóc không thành tiếng nữa. Xin chút nữa thôi là em đã biến mình thành tội đồ dân tộc rồi đó. Khang cười xòa và đáp. Kìa thầy, thầy nhìn đi có còn cây linh khí nào nữa đâu. Mọi chuyện cũng đã được giải quyết rồi còn gì. Vui lên đi nè. Tất cả mọi người cùng hân hoan sung sướng dìu nhau bước ra khỏi không gian kỳ ảo. Họ men theo đường rừng mà ra được đường lớn. Cách đó không xa, tại bìa một cánh rừng nhỏ, các em sinh viên và toàn bộ dân làng đã đứng đó đợi Khang và cả mọi người từ sáng tới giờ. Sau khi Khang bước ra và thông báo đã giải quyết xong tất cả mọi chuyện thì họ lại ôm chầm nhau một lần nữa mà nhảy nhót ăn mừng. Niềm vui chưa dừng lại ở đó khi từ trong rừng bước ra thêm hai người nữa. Họ đứng trước mặt Khang và mọi người sừng sững bằng da bằng thịt. Khang mới cất tiếng kêu lên. Đăng, Phong, anh Khang, thầy Minh, các bạn, bọn em nhớ mọi người nhiều lắm. Toàn bộ thì như muốn đứng hình vì sự xuất hiện kỳ lạ này. Họ đều cho là hồn ma của Đăng và Phong hiện về và có thể sẽ đòi kéo thêm người để chết thầy. Cho đến khi bọn em được hồi sinh rồi nè. Khi nãy hai đứa tụi em đuổi theo anh và mọi người không kịp. May mà bọn em chạy ra được trước khi cửa đóng lại. Không là bọn em chắc bị nhốt trong đó luôn rồi mất. Khang mới nhớ ra chuyện khi nãy. Cậu tiến lại gần vỗ vào người hai đứa mấy cái rồi mới bảo. Đúng rồi, đúng là hai đứa rồi. Trời, anh quên mất. Hai đứa về là tốt rồi. Về là tốt rồi.
Mọi người thì không biết chuyện gì đang xảy ra nên cứ nép sát vào nhau co cụm lại một chỗ vì sợ. Cho đến khi Khang lên tiếng giải thích rồi kể lại câu chuyện cây sinh khí hồi sinh cho mọi người thì họ mới tạm an tâm. Tối hôm đó tất cả quây quần lại bên nhau, đốt đống lửa lớn rồi cùng nhau trò chuyện. Mọi người nói chuyện rôm rả xúm xít với nhau cho đến khi Khang chợt nhớ ra và đặt câu hỏi. Mọi người đã bị giam giữ ở trong đó hơn 100 năm nay, chỉ có điều là chênh lệch thời gian nên không cảm nhận được. Vậy làm thế nào để giúp cho dân bản hòa nhập được với cuộc sống của thời đại bây giờ được đây? Trưởng làng nghe vậy mới liền nói: chúng tôi sẽ vào lại rừng, tìm chỗ cao giáo mà lập bản khai nương, tiếp tục sống và phát triển. Chỉ cần dân bản cùng cố gắng thì không có chuyện gì là không được làm được cả. Nghe được câu trả lời như vậy thì Khang cũng yên tâm. Cậu quay sang thầy Long, thấy ông ấy không được vui vẻ như mọi người mà lại trầm mặc suy nghĩ. Hiểu được nỗi lòng đó, Khang cũng quay sang ông Long mà hỏi: đã hơn 40 năm rồi ông không có gặp vợ con. Chắc có lẽ bây giờ vợ ông cũng đã hơn 80 tuổi, còn ông ít nhất cũng bằng tuổi ông bây giờ. Ông có còn muốn tìm về lại quê để gặp lại vợ con hay không? Ông Long mới đáp: về chứ, nếu vợ tôi có chết thì cũng phải về thăm mộ. Còn con tôi cho dù bây giờ thật sự tôi cũng chẳng biết nó ở đâu nữa, có khi là còn già hơn cả tôi rồi cũng nên. Năm tôi vào đó đã 40, còn tôi thì mới được 2 tuổi. Bây giờ có lẽ nó đã 43 tuổi đầu rồi. Chắc gặp ở ngoài tôi còn kêu nó bằng chị mất. Khang cười khì khì rồi mới nói: thôi thì ông cứ về thăm vợ đi, chỉ cần ông kể được quá khứ của vợ chồng thì bà sẽ tin ông thôi. Còn con thì thôi để tùy duyên vậy, nếu những người đó chịu nhận cha thì tốt, còn không thì cháu xin lỗi. Cậu làm gì có lỗi trong cái chuyện này, tôi còn phải cảm ơn không hết đấy chứ. Về thì về, còn chuyện gặp được hay không thì cứ để cho ý trời vậy. Cứ thế thì buổi nói chuyện tối hôm đó thật là vui vẻ biết bao. Mọi người hàn huyên ôn lại những chuyện đã qua cho tới gần sáng. Lúc này dân bản cũng vào lại trong rừng, họ cũng tìm được gần đó một vùng sườn núi bằng phẳng để lập bản dựng làng. Đứng từ trên cao, họ nhìn xuống Khang và thầy Minh gọi lớn: đồng bào, thi thoảng lên bản chúng tôi chơi đấy nha. Ở dưới thì đoàn của Khang cũng vẫy tay chào tạm biệt ra về. Thế là sau chuyến đi này thì cả nhóm đã mất tích được 18 ngày. Mọi người thống nhất với nhau là sẽ giữ kín chuyện này và sẽ không truyền ra ngoài. Còn cái chuyện bọn họ biến đi đâu mất biệt mấy ngày này thì cứ bảo đơn giản là lạc trong rừng và mới tìm được đường ra. Ngồi trên xe đang lăn bánh trở ra sân bay, Khang vừa nghĩ vừa nói: không biết ông Long có tìm được vợ con của mình hay không? Thầy Minh mới liền đáp: thầy nghĩ chắc là được đó. Khang không biết, thầy Minh không biết và cũng chẳng ai biết. Chỉ vài hôm sau đó, khi mọi người đã về đến nơi và trở lại nhịp sống bình thường thì giờ đây ông Long mới tìm lại được mái nhà xưa cũ. Đường phố xung quanh đã đổi thay rất là nhiều, đường trải bê tông khắp lối, đèn điện răng khắp nơi. Ông không còn nhận ra được chính làng quê của mình nữa rồi. Thế nhưng mà có một nơi mà dù cho mấy chục năm qua đi mà chẳng bao giờ thay đổi, đó chính là căn nhà gỗ nhỏ nhỏ của ông và vợ xây từ hồi mới cưới. Nó vẫn như thế, vẫn không khác gì. Ông lặng lẽ đi từ ngoài đường tiến sát lại cổng, ghé mắt nhìn vào trong thấy một bà lão đang ngồi ở mái hiên. Đôi mắt cứ nhìn ra ngoài cửa như đang chờ đợi một điều gì đó. Ông Long nhớ lại hình ảnh vợ ông mỗi ngày vẫn luôn đợi ông đi làm về để cả gia đình cùng ăn cơm. Người ngồi trước đó mặc dù đã già nua xấu xí nhưng mà ông vẫn nhận ra, vẫn đôi mắt bầu cấu hút lòng người mê mẩn, vẫn là khuôn mặt cháy xoàn dù đã méo mó đi ít nhiều. Suốt 40 năm này bà vẫn ngồi đó đợi ông, luôn tin tưởng ông sẽ trở về và không một chút sắc thái trách móc nào cả. Không ai khác, đó chính là vợ ông. Ông Long vừa đi vừa khóc vào nhà và ôm lấy người vợ đã hơn 80 tuổi của mình mà thủ thỉ: em à, anh đã về rồi đây. Và chọn bộ Đất Độc Vùng Cao đến đây chính thức là kết thúc. Bộ truyện này cũng hay. Nhưng mà nói như nào, đầu tiên là lời khen đi. Thì mình thấy tác giả Phan Anh An viết đã chắc tay hơn rất là nhiều. Nếu mà so với những cái bộ trước, bộ phần 1, phần 2 hay là phần 4, phần 5 thì đấy, thì chúng ta đã biết cái mạch truyện nó có nhiều cảm xúc hơn, nó có một cái sự liền mạch và logic hơn.
Tất cả mọi thứ nó đều logic, nó đều khớp với nhau nhá. Nó như những cái mảnh ghép hình ấy. Kể đến đâu là nó khớp đến đấy, nó không hề có một cái sự lợn cợn nào khi mà chúng ta đọc, chúng ta nghe cả. Nhưng có một vài vấn đề mình thấy ở đây. Thứ nhất là từ phần 7, phần 8 mình thấy tác giả cố gắng lồng ghép vào những cái chi tiết kiểu như là yểm nước Nam ấy, yểm nước Việt Nam chúng ta và Trung Quốc yểm các thứ gì. Mình thấy tác giả mặc dù đặt ra vấn đề nhưng câu chuyện là cái vấn đề này nó quá lớn, nó cần một cái tầm cỡ, cần một cái tầm cỡ lớn hơn và cần những cái cuộc chiến nó lớn hơn nữa để nó giải quyết được cái vấn đề lớn đấy. Thế nhưng mà suốt những cái phần 7, 8, 9, 10 đến đây thì chúng ta thấy là tác giả chỉ giải quyết kể cả phần một Thiên Miên Thổ các thứ chỉ là những cuộc chiến nho nhỏ với một hai tên phản diện. Hầu như mỗi phần chỉ có một tên phản diện thôi. Nó không có được cái nhìn toàn cục của cả một câu chuyện hay là cả một cái phần nó liên kết, các phần nó liên kết với nhau để có một cái cuộc chiến lớn. Giống kiểu như phim của Marvel thì các bạn có phần Endgame ấy, kiểu kiểu thế. Mình thấy tác giả đặt ra vấn đề là người bạn phương Bắc, đất nước phương Bắc đã cố tình phái những đạo thuật rồi có những cái mưu đồ để yểm hại nước ta. Đấy là cái vấn đề thứ nhất mà mình thấy tác giả, không biết là đây là góp ý với tác giả luôn nhá. Nếu mà tác giả nghe được và mình cũng sẽ chat riêng tác giả để tác giả cố gắng gắn kết trong những phần sau, kiểu kiểu thế. Vấn đề thứ hai là ở câu chuyện này thì mình thấy cây linh khí, tác giả chưa giải thích được cây linh khí nó như thế nào nhỉ. Lúc thì bảo là linh khí của cả nước Nam, xong rồi đến đoạn cuối chuyện thì lại bảo chặt cây linh khí đi, bắt buộc phải chặt cây đấy không thì ngạt nhân kia sẽ lấy linh khí ở cây đấy để làm phép thuật cho mình, kiểu kiểu thế. Mình hiểu là như thế. Nhưng vấn đề ở đây là chặt cây linh khí đi thì đằng nào nó cũng mất hết linh khí và nó hồi sinh cho mấy chục người, thế thì cây linh khí đấy nó cũng bay hết đi mà. Bảo có mỗi cái cây linh khí đấy là linh khí của cả nước Nam thì mình thấy nó vẫn hơi lợn cợn. Và Khang Lang Thang của chúng ta chặt cây linh khí đi với tên ngạt nhân chặt cây linh khí đi thì nó khác méo gì nhau đâu. Cái cây đấy cuối cùng vẫn chết mà. Có cái là linh khí thuộc về tay ai, đúng không? Nếu mà linh khí thuộc về tay tên kia thì không biết là hắn có đủ sức mà lay chuyển cả đất nước Việt Nam của chúng ta hay không. Nhưng mà mình thấy nó vẫn hơi lợn cợn, kiểu kiểu thế. Cái vấn đề thứ ba mà mình thấy là như nào nhỉ? Cái tình tiết hồi sinh Phong và Đăng, 38 người kia, Phong và Đăng thấy nó cứ... anh em nhớ nhá, đầu chuyện là Đăng bị quạ mổ chết. Và sau đó thì Đăng đã hỏa thiêu và ra cho rồi. Cuối cùng vẫn được hồi sinh lại một con người hoàn chỉnh. Và kể cả 38 người đi cùng Khang cái đoạn combat cuối cùng ấy, thì 38 người đấy cũng sống lại hoàn toàn. Mặc dù là máu me lanh tanh bành ra, xong rồi bộ phận nọ rơi chỗ nọ, bộ phận kia rơi chỗ kia. Cái việc này nó hơi nghịch thiên. Tất nhiên biết linh khí là một cái rất đáng quý, nhưng mà nó lại đi lại mọi cái hiểu biết về kiểu đạo thuật hay trong những câu chuyện mình nghe. Hồi sinh một lúc 40-50 người thì nó cũng hơi ảo ảo, đúng không? Nhưng mà tất nhiên là chuyện của tác giả, mà tác giả thích viết ảo như nào chả được. Và còn vấn đề gì nữa nhỉ? Đại khái là cũng hay. Và cái tình tiết nhất là những cái tình tiết mà Khang xuất hiện thành... Khang xuất hiện chân long ấy, mình thấy rất là hay và rất là ngầu. Trời ơi, tôi nghe mà tôi đã thấy nó kiểu nó cool ngầu, nó hoành tráng đừng hỏi luôn rồi. Có hai chi tiết trong cả bộ truyện Khang Lang Thang này rất là ấn tượng với mình. Đấy, thứ nhất là cái chi tiết Hắc Giao Long mà cầm con dao như kiểu... cầm con đao như kiểu đao của Quan Vân Trường, không biết các bạn còn nhớ không? Nhảy vào mồm con Hắc Giao Long đâm một phát này cho nó chết. Với cả cái tình tiết mà Khang biến thành chân long cho cái phần 10 này, mình thấy là hai tình tiết đấy nó cực kỳ là gây ấn tượng với mình. Chỉ cần tưởng tượng ra thôi mình đã thấy rất là hấp dẫn rồi. Nhưng mà tác giả cũng chưa giải thích được cái nguồn gốc của chân long này ở đâu, hay là không biết là các phần sau. Có lẽ chúng ta sẽ phải đợi tiếp đi. Một video cực kỳ là hay, đúng không nào? Và đến đây thì lại kết thúc mất rồi. Anh em đừng quên like và share. Thêm vào đó là subscribe Đảo Kinh Dị ngay lập tức để đón xem video mới nhất của mình. Chân thành cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi.